Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với bản tin quân sự của kênh Việt Nam TV. Kính thưa quý vị, cập nhật tình hình căng thẳng giữa Nga và Mỹ liên quan đến vụ đụng độ tại vịnh Peter Đại Đế vẫn đang diễn biến theo chiều hướng hết sức khó lường. Washington đã thể hiện một hành động gây hấn chưa từng có bằng cách đưa tàu khu trục John McCain vào lãnh hải nước Nga tại vịnh Peter Đại Đế, nơi đặt căn cứ chính của hạm đội Thái Bình Dương của Nga tại Vladivostok. Đây là nhận định của nhà phân tích quân sự, thuyền trưởng cấp 1, đại tá hải quân về hưu Konstantin Sikov trong một cuộc trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình Nga Russia 24. Theo Sikov, các tàu chiến như khu trục hạm John McCain là mối đe dọa quân sự trực tiếp vì có thể san bằng toàn bộ thành phố của Nga bằng vũ khí của chúng. Việc đưa tàu chiến mạnh như vậy vào vùng biển nhạy cảm là không thể chấp nhận được. Tàu chiến Mỹ được trang bị tên lửa phòng thủ tên lửa SM-3, có khả năng tiêu diệt tên lửa đạn đạo của Nga. Tàu John McCain còn mang theo tên lửa hành trình Tomahawk, được trang bị đầu đạn hạt nhân. Tầm bắn của chúng lên tới 2.500 km. Nga phải ngăn chặn các nỗ lực xâm phạm lãnh hải của mình một cách nghiêm khắc nhất, thậm chí phá hủy tàu vi phạm, chuyên gia Sikov nhấn mạnh. Nhà phân tích quân sự nhớ lại rằng máy bay Mỹ vào giữa thế kỷ trước thường xâm phạm biên giới trên không của Liên Xô. Các tiêm kích Liên Xô khi đó đã tiêu diệt hàng chục máy bay Mỹ trong thập niên 50 và 60, và Washington buộc phải ngừng xâm phạm không phận. Theo chuyên gia này, Liên bang Nga thông qua các kênh ngoại giao nên thông báo cho phương Tây rằng những hành động như vậy bị Moscow coi là gây hấn công khai và sẽ bị trấn áp tương ứng. Bất chấp thái độ cứng rắn của Nga, phía Mỹ đã khẳng định rằng hoạt động của họ là bình thường và không trái pháp luật quốc tế. Đây hoàn toàn chẳng phải lý do để Washington phải xin lỗi Moscow. Theo nguồn thông tin của ấn phẩm báo chí Nga Reporter, người Mỹ thậm chí còn đe dọa sẽ phá hủy các con tàu chiến của Moscow nếu như Hải quân Nga có bất kỳ hành động gây hấn nào đối với tàu khu trục tên lửa của Mỹ. Hãy tin tưởng rằng chúng tôi vẫn đang là người dẫn đầu. Họ vẫn không thể sánh với quân đội của chúng ta. Thỉnh thoảng Nga có thể phô trương những con tàu tuyệt đẹp của mình. Nhưng khi vào trận chiến, tất cả những sai sót về thiết kế và thiếu kinh phí của đối phương sẽ trở nên một cách rõ ràng. Theo tôi hiểu, bạn chỉ cần đâm tàu vào Nga chỉ một chút thôi và họ sẽ chìm. Nếu xảy ra một trận chiến, Hải quân Mỹ sẽ dễ dàng tiêu diệt hạm đội của Nga chỉ trong vòng vài phút. Trang Reporter trích bình luận của một chỉ huy quân sự Mỹ. Bên cạnh đó, tư lệnh hạm đội của Mỹ cũng tuyên bố ý định tiến hành các chiến dịch tại những khu vực mà Washington có lợi ích riêng. Điều này cho thấy tình hình có thể trở nên trầm trọng hơn trong quan hệ giữa hai nước. Trong một diễn biến liên quan, một tàu hộ vệ tên lửa tàng hình của Nga tiến hành một vụ phóng tên lửa hành trình chống hạm Uran ngay nơi tàu khu trục Mỹ tiến vào, cho thấy thông điệp rất cứng rắn của Moscow. Hiện tại, cả hai bên Mỹ và Nga vẫn chưa cho thấy dấu hiệu xuống thang. Điều này làm tiềm ẩn thêm những vụ đụng độ với mức độ nghiêm trọng hơn trong tương lai gần và khiến cho quốc tế đặc biệt lo ngại. Tiếp theo bản tin, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về ông Putin đã làm gì để giúp Hải quân Nga thống trị Địa Trung Hải. Theo Đô đốc Binali Martelli, trước sự trỗi dậy của Nga, NATO hiện nay không còn là một tổ chức có khả năng răn đe và phô diễn sức mạnh cơ bắp ở Địa Trung Hải như đã từng làm trước đây. Nga hiện nay đang nổi lên như một cường quốc thống lĩnh tại Địa Trung Hải. Thổ Nhĩ Kỳ là một quốc gia đang trỗi dậy, còn những ngày hoàng kim của phương Tây tại khu vực này thì đã lụi tàn. Đó là nhận xét của Đô đốc Yuri Benelli Mantelli, cựu tổng tham mưu trưởng quân đội Italia, trong một cuộc trả lời phỏng vấn mới đây với tờ báo EU Server. Nga là cường quốc hải quân hàng đầu tại Địa Trung Hải và thực tế họ đã giành được vai trò này. Đô đốc Yuri Benelli Mantelli chia sẻ trong bài viết đăng tải trên tờ EU Server ngày 23 tháng 11. Theo Đô đốc Binali Martelli, sức mạnh hải quân thông thường mà Nga thường trực bố trí tại phía Tây Địa Trung Hải gồm có 2 khinh hạm hiện đại, 2 tàu ngầm và 1 tàu khu trục, hầu hết đều trang bị các hệ thống tên lửa tấn công đất liền. Bên cạnh đó, Nga cũng đang tìm cách xây dựng một căn cứ hải quân tại Libya với cùng một căn cứ tiên tiến đã được thiết lập tại Syria. Những cơ sở hải quân này có thể hiệp đồng nhịp nhàng với nhiều đơn vị thuộc hạm đội Biển Đen và Biển Caspi. Ngoài ra, những lực lượng thường trực trên biển Địa Trung Hải còn có thể nhận được sự hỗ trợ bằng sức mạnh không quân từ lãnh thổ Nga hoặc
từ các máy bay được triển khai ở những quốc gia khác, chẳng hạn như Syria. Đô đốc Binali Martelly cũng cho rằng, cùng với sức mạnh quân sự, Điện Kremlin còn có lợi thế về mặt chính trị. Trong những năm gần đây, Nga đã thể hiện mức độ quyết đoán của họ, khiến cho nhiều người gợi nhớ đến nước Mỹ thời những ngày hoàng kim. Đô đốc Binali Martelly so sánh với hàm ý đề cập đến sức mạnh của Mỹ hồi kết thúc chiến tranh lạnh cách đây khoảng 30 năm. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thể hiện rõ sự quyết đoán về cả quyền tự do hành động ở cấp độ chính trị và quân sự, cùng với khả năng tạo dựng những mối quan hệ với các nước trong khu vực. Một trong những quốc gia như vậy chính là Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara là một thành viên của NATO từ năm 1952, nhưng Đô đốc Binali Martelly cho rằng việc ông Putin có thể thông qua Tổng thống Erdogan để kéo Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi Liên minh phương Tây là một điều không cần phải nghi ngờ. Tôi cực lực phản đối ý tưởng cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể tách ra khỏi NATO. Tôi không nhận thấy Ankara có bất cứ lợi ích nào để làm điều đó, Đô đốc Binali Martelly nói. Tuy nhiên, ông Erdogan lại đang chơi trò một chân xỏ cả hai giày để thúc đẩy tham vọng của Thổ Nhĩ Kỳ, vì vậy gây mất ổn định tình hình hiện tại. Nga đã lôi kéo Thổ Nhĩ Kỳ hất cẳng vai trò của Mỹ, NATO hoặc bất kỳ tổ chức châu Âu nào khác có lợi ích ở các quốc gia như Libya và Syria. Theo cách này, sức mạnh của NATO đang bị đe dọa nghiêm trọng ở Địa Trung Hải, Đô đốc Binali Martelly nhấn mạnh. Trong những năm gần đây, NATO đã triển khai lực lượng mới tại khu vực biển Baltic, nhưng theo Đô đốc Binali Martelly, liên minh này không còn là tổ chức có khả năng răn đe và phô diễn sức mạnh cơ bắp tại Địa Trung Hải như đã từng làm trước đây. Bản tin quân sự của chúng tôi đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin quân sự tiếp theo.